Các bạn đang nghe truyện trường sinh bất tử từ trảm yêu trừ ma trên kênh TV Audio CV. Chương 1388, Tôn Giả Vì Sao Giảng Pháp 2 Nếu thẩm nghi là triều quan, có kênh để có được đủ hoàng khí, hơn nửa Phật tính kinh người, lại nắm giữ long hổ đại kinh, nếu theo đà phát triển này, chẳng phải là sau này sẽ xuất hiện một vị la hán long hổ, nhưng lại không phải là người trong môn hạ bồ đề giáo, thậm chí hai bên còn có thù oán hay sao? trí không hòa thượng thậm chí không dám tưởng tượng sau khi các trưởng bối trong giáo biết chuyện này họ sẽ dùng biện pháp gì để trừng phạt may mắn thay dù là hắn hay hai vị sư huynh đều chưa từng nắm giữ kim liên pháp thứ đó không phải muốn có là có được ngay dù đã tu luyện liên đài viên mãn nhưng vẫn phải được một vị tôn giả coi trọng tương đương với một nửa đồ đệ thông qua khảo nghiệm của họ mới có thể có được pháp này và bước vào cảnh giới hành giả kim liên sau đó mới được thu quả vị, trở thành la hán hộ pháp bên dưới liên đài của vị tôn giả này. Thẩm Nghi đang bước vào một con đường chết, may mắn là con đường này ở giữa bị thiếu một đoạn. Có liên quan đến trí không hòa thượng. Thẩm Nghi cẩn thận cất vàng tấm lại, quay người lắc đầu. Ngũ phẩm. Lục kiếp liên đài pháp, chưa nhập môn, vậy là lại do Thẩm đại nhân làm rồi phải không? Mạnh Tu văn nghiến răng cười trước đó hắn đã nhận ra thẩm nghi không phải là người hiền lành nên khi diệp lam bổ nhiệm nàng tạm thời làm trảm yêu quan trong lòng hắn cũng cảm thấy buồn cười nhưng hắn thật không ngờ đối phương lại có thể độc ác đến mức này liên thủ với đệ tử bồ đề giáo trực tiếp giết chết hai hành giả còn lại giết người cướp pháp nghe xem đây có phải là chuyện của triều đình làm được không điều vô lý nhất là thẩm nghi còn thắng hành giả lục kiếp gần như đại diện cho giới hạn sức mạnh của cảnh giới ngũ phẩm dù là trí không hòa thượng này cũng phải yếu hơn một chút, dịp tịnh càng không thể phát huy tác dụng gì trong trận đấu pháp này. Đối phương chỉ là một tán tiên, không chỉ thắng, mà còn giết luôn hai người. Chuyện này nói ra cũng chẳng ai dám tin. Hừ. Mạnh tu văn thở dài, đưa tay gọi ra một luồng kiếm quan bắt đầu hủy thi diệt tích, đồng thời, hắn phát hiện có một ngọn lửa vô hình rơi xuống thi thể một người khác. Hắn im lặng một lúc, nhìn về phía thẩm nghi, động tác của hai người đều rất quen thuộc, ánh mắt ngắn ngủi tiếp xúc, rồi lại hiểu ý nhau quay đi. Có thể trò chuyện không, sau khi giải quyết xong chuyện hủy thi diệt tích, Mạnh Tu Văn thu lại vẻ mặt không nghiêm túc kia, cả người hiếm khi trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Dù trí không hòa thượng biết chuyện giết đệ tử bồ đề giáo, nhưng liên quan đến trảm yêu ti, vẫn không thể tiết lộ cho đối phương. Được. Thẩm nghi nhẹ gật đầu, đi theo đối phương ra khỏi phòng. Sau khi làm nhiều chuyện như vậy, còn có thể bình yên ở lại giảng dương phủ, không phải chạy trốn khắp nơi chính là nhờ có thân phận trảm yêu ti này nhưng thân phận này rõ ràng cũng có giới hạn cây cổ thụ dù to đến đâu cũng không thể mãi mãi dung túng thuộc hạ làm vậy ngươi sau này vẫn cần tìm một người để học hỏi không thể mãi như vậy được mạnh tu văn chậm rãi dừng lại đưa bình rượu trong tay ra học chút ở phía đông học chút ở phía tây nhìn như có nhiều thủ đoạn thực lực mạnh mẽ nhưng không phải ngũ phẩm cuối cùng vẫn chỉ là tiểu đạo dù là đạo quả hay quả vị sớm muộn gì ngươi cũng phải hái một cái những thứ này ngươi rất khó có thể có được dựa vào bản thân cần phải có người khác dạy nhưng đã bước vào hàng ngũ chúng ta tương đương với bị tam giáo từ chối bên ngoài bao gồm cả các tiên môn khác cũng rất khó tiếp nhận chúng ta ngươi rất có khả năng chỉ có thể học hỏi từ các bậc tiền bối trong hàng ngũ nói đến đây mạnh tu văn lộ vẽ tự giảo đừng sống như ta nói gì là tùy tâm sở dục hành hiệp trượng nghĩa thực ra trong mắt các bậc tiền bối chỉ là kẻ cứng đầu không chịu nghe lời, lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, không ai dám chọn chúng ta. Nói gì là trảm yêu quan mạnh nhất, dù có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng không có được tước hiệu, không tìm được người học hỏi, mãi mãi mắc kẹt ở lục phẩm, không thể tiến thêm chút nào. Thẩm nghi im lặng lắng nghe, uống một ngụm rượu. Có lúc, không phải cố ý muốn gây phiền phức gì, mà là không thể nhịn được, thuận tay muốn quản lý một chút. Từ khi đến nay, Trải qua vô số chuyện lớn nhỏ, vẫn không thể sửa đổi được cái tật xấu này. Thôi bỏ đi. Thấy Thẩm Nghi như vậy, Mạnh Tu Văn cười khổ lắc đầu, như thấy được bản thân mình lúc trước, nói lý thì tuyệt đối không nói thông được. Hắn vỗ vai thanh niên, lướt qua chủ đề này, người có biết dù là thiên tiên hay là hành giả Kim Liên, cảnh giới lục phẩm này thực ra chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp mà thôi, tất nhiên, giai đoạn chuyển tiếp này cũng rất quan trọng, nó quyết định ngươi sau này có thể gánh chịu loại đạo quả nào. Trân tiên lục kiếp, Thiên tiên cũng là lục kiếp, tổng cộng là 12, chỉ là đối với phần lớn đạo quả, cửu kiếp đã đủ rồi. Ngươi đã học được rất nhiều bản lĩnh, lại còn học rất tốt, chứng tỏ thiên tư cực cao, tìm một người thầy tốt, đi trọn vẹn con đường này, vạn nhất có thể hái được một đạo quả thượng phẩm, cả đời này coi như viên mãn. Làm người mà, cũng phải có một chút hy vọng. Hắn thu tay lại, mỉm cười với Thẩm Nghi, hiểu rồi chứ, không hiểu lắm. Thẩm Nghi lắc đầu, không chắc chắn tại sao đối phương lại đột nhiên nói về những thứ này. Hả? Mạnh tu văn tức giận duỗi tay ra, xoa xoa tóc mạnh, ý ta là, ngươi không cần phải đi cướp bóc như một tên cướp đâu, Diệp Lam. Đây mới là con đường ngươi nên đi nhất, hơi để cho nàng có chút hảo cảm với ngươi, đạo quả thái hư mà nàng hái được, chính là thứ tốt đứng tốt, 10 trong số 72 thứ, những chuyện thẩm nghi đang làm lúc này, chỉ khiến Diệp Lam ngày càng không tin tưởng hắn, đây không phải vứt dưa hấu nhặt vừng đậu sao. Hắn nói muốn đưa ngươi đi dự hội, đây là một cơ hội tốt, đừng để tuột mất, đến lúc đó hãy thể hiện thật tốt, hơn nữa với bản lĩnh khiến người khác kết thù như ngươi, ngoài nàng ra, ta thật sự không nghĩ ra còn ai có thể bảo vệ ngươi. Nghe vậy, thẩm nghi hơi ngẩn mắt lên. Thái hư đạo quả, nghe có vẻ đủ để khiến người ta động lòng. Nói thật lòng, hắn thực sự hiểu rằng đạo hành giả không thể đi lâu, dù sao cũng đã giết chết ba môn hạ của người ta trước khi gia nhập giáo không thể đặt tương lai của mình vào vận may hy vọng mỗi lần đều như lần trước dễ dàng nhặt được bảo vật như long hổ đại kinh đại khái hái được quả vị long hổ chính là giới hạn muốn có được kinh pháp cao hơn nữa khó như lên trời cuối cùng vẫn phải quay trở lại con đường tiên gia này nhưng việc kết giao với phụ nữ hắn thực sự không giỏi lắm vậy cuối cùng là hội gì thẩm nghi nghiêng mắt nhìn muốn thể hiện tốt trước tiên phải hiểu rõ một chút không ngờ rằng mạnh tu văn lại nhíu mày thực ra ta cũng không rõ lắm bồ đề giáo và tam tiên giáo khác nhau dù sao cũng không đi chung một con đường họ coi trọng việc pháp không truyền ra ngoài ngay cả tôn giả giảng pháp cũng chỉ mời hành giả la hán đến nghe nhưng lần này thì khác tôn giả kia phát phật thiệp không hề kiên dè nhiều tiên tông đều nhận được thiệp mời đến lúc đó còn có nhiều tiên gia đến tham dự cũng không biết tôn giả này rốt cuộc muốn giảng những gì. Nói đến đây, Mạnh Tu Văn hiếp mắt lại, trong đồng tử hiện lên vẻ lạnh lẽo. Chuyện này liên quan quá lớn, đã gây ra không ít động loạn, ngay cả Hoàng Đô cũng rất coi trọng. Người có biết tôn giả là tồn tại như thế nào không? Đơn luận thực lực, tương đương với tiên quan tam phẩm, đặt vào trong bồ đề giáo của họ, phải được người ta tôn xưng là Bồ Tát, người lớn che phủ bầu trời như vậy, ý đồ sâu xa của hắn, người khác làm sao có thể nhìn thấu, chỉ khiến người ta cảm thấy bất an. Mạnh Tu Văn hít sâu một hơi, đại sự này, đối với chúng tu mà nói, chẳng khác gì triều đình phát lương cứu trợ cho dân chúng, nhưng đối với trảm yêu ti thì lại khiến người ta đau đầu. Đã hiểu. Thẩm nghi gật đầu, gần như đã có thể xác nhận được, vị tướng Yến Lam kia dẫn theo mình, chỉ đơn thuần là dẫn đi nghe Pháp, đơn giản mà nói, chính là thuận tay tặng một cơ hội. Liên quan đến chuyện của tam phẩm cự phách, một tu sĩ thất phẩm bình thường không thể có tác dụng gì. Nhưng dù sao đi nữa, trước tiên hãy nâng cao thực lực một chút đến lúc đó gặp phải nguy hiểm gì cũng có thêm một phần cơ hội bảo toàn mạng sống nghĩ đến đây thẩm nghi từ biệt mạnh tu văn quay người trở lại quán trọ chọn một phòng trống lại gọi linh quang lão thử trong cửa hắn ngồi xếp bằng trên giường từ từ nhắm mắt lại từ lần trước trải qua kiếp nạn đến nay thẩm nghi không lúc nào là không nhớ lại cảm giác hòa hợp giữa thiên nhân lúc này có bảo kinh mới hộ thể thần hồn cuối cùng cũng có thể tiếp tục tiến về phía trước thọ nguyên yêu ma còn lại, 167 kiếp trong nháy mắt, thọ nguyên yêu ma đã hoàn toàn đổ vào lục kiếp liên đài pháp. Đài sen trong cơ thể thẩm nghi lại phun ra những cánh hoa mới. Trên bầu trời xanh thẳm, bạch vân tiên cung. Một trung niên tráng hán lực lượng khoác giáp dày, dưới hán cưỡi một con yêu thú hình dạng giống như hổ, lại còn giống sư tử, trên cổ là một vòng bờm dày vàng ống. Hắn nắm chặt dây cương, ánh mắt không liếc đi đâu khác tứ chi to lớn của sư hổ thú thông thả tiến về phía trước, bàn chân rộng lớn đặt trên hành lang tiên ngọc mà không hề phát ra tiếng động. Trong tiên cung không cần thu nhỏ yêu thú, đây là đặc quyền của tiên tướng cấp 5. Nghe nói Thanh Loan sư huynh sai ngươi xuống phàm, thay hắn tham dự lễ mừng, sao giờ vẫn chưa xuất phát, hắn bình tĩnh hỏi, sau lưng sư hổ thú, một nữ nhân phong tư tuyệt mỹ bước theo sau. Nghe hỏi, nữ nhân mới hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, tử linh quá vội vàng, quên mất quy tắc, may có bi mã ôn đại nhân nhắc nhở, nên mới chậm một chút. Nam nhân trầm mặt một lúc, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn một cái, nhưng không nói thêm gì. Có thể làm tiên tướng cấp 5 trong tiên đình, với loại nữ nhân như vậy, hắn không biết đã gặp bao nhiêu, bất kể đối phương cố ý làm ra vẻ hay thật sự thành khẩn nhận sai, hắn đều không quan tâm. Đã chậm rồi, thì đi thôi, ta nhớ ngươi cũng là hồng trạch xuất thân, nhân tiện dịp này xuống phàm, nhờ ngươi đi một chuyến đến hồng trạch, thăm đứa cháu không ra gì của ta nói xong nam nhân thu hồi tầm mắt hắn và đứa cháu này không có liên hệ gì chặt chẽ dù sao cả thiên tư lẫn tính cách của nó đều quá kém năm đó nó còn phạm phải sai lầm không nhỏ chỉ là hắn và phụ mẫu nó từng là đồng môn có quan hệ tốt từng nhận được nhiều sự giúp đỡ của hai người nên sau khi sư huynh sư tỷ hy sinh bất kể tình cảm hay lý trí đều nên cho tiểu tử đó một con đường tiểu tử đó cũng coi như biết điều vào những ngày cố định đều gửi thư hỏi thăm vài vị thúc bá những lời nói sến súa đó xem nhiều cũng chán. Nam nhân rất ít khi xem lại, nhưng lần này trở về, lại phát hiện bàn án vốn nên để thư trống không, ngược lại khiến hắn nhớ đến vị cháu trai này. Hồng Kinh tướng quân nói quá, tử linh cũng muốn về thăm, nếu không có thị đại nhân hết lòng đề cử, nô tỳ cũng không có cơ hội lên được thiên khuyết của tiên cung này. Nói đến đây, tử linh lại cung kính hành lễ. Những tướng quân trong tiên cung này, ngoại trừ làm việc trên trời, phần lớn đều là đệ tử của tam tiên giáo có sư truyền riêng của mình từ đạo hiệu của họ có thể đoán đại khái thuộc hạ của tiên nhân nào ví dụ như thanh loan tướng quân các sư huynh đệ đồng môn của hắn đều lấy thần điểu làm hiệu còn vị hồng kinh tướng quân này sư tôn của hắn lại thích dùng thiên tài địa bảo để đặt tên cho đệ tử nghe thấy hai chữ nô tỳ hồng kinh tướng quân hơi ngẩn mắt một lúc sau mới lộ ra một chút cười thanh loan giờ đang trên đà thăng tiến ngươi là yêu nhất của hắn lại ghi nhớ hai chữ khiêm tốn này nói cách khác đám người dưới quyền của chủ nhân có thế lực lớn thường làm càng nữ nhân này coi như biết điều hắn cũng muốn điều cháu trai đó trở về tiên đình làm vua đất ở nơi hẻo lánh thoải mái thì có thoải mái nhưng chẳng còn tương lai gì nếu thanh loan thật sự được thăng chức dưới tay hắn chắc chắn sẽ có nhiều chỗ trống ngẫu nhiên cháu trai đó có quen biết với long nữ đến lúc đó cùng làm việc dưới quyền thanh loan cũng có chút chiếu cố lẫn nhau nhân cơ hội này mình cũng có thể kết thiện duyên với thanh loan đi thôi nghĩ đến đây hồng kinh tiên tướng xuống khỏi yêu thú nắm dây sư hổ thú bước vào ngự mã giám cung nên tướng quân vài vị lực sĩ vội vàng tiến lên muốn dẫn sư hổ thú đi nhưng bị hồng kinh tướng quân vung tay đẩy ra không khỏi nhìn nhau đứng tại chỗ ngài có gì sai bảo hồng kinh tiên tướng không nói gì dẫn tử linh đi về phía trước đến trước bức tượng vàng vĩ đại đang ghi tên vuốt dây cương trong tay ngươi là bi mã ôn mới nhận chức thanh hoa sững sờ một chút đứng dậy hành lễ tiểu nữ bái kiến tiên tướng theo lý mà nói hai người không phải một hệ thống lại là lần đầu gặp mặt không cần nghi thức trang trọng như vậy hồng kinh tiên tướng lại không cho miễn lễ mà đứng yên lặng vẻ mặt lãnh đạm nhìn bi mã ôn cúi chào thậm chí quỳ một chân xuống đất lúc này mới nhạt nhòa nói yêu thú của ta quen ăn ngon uống tốt rồi ngươi hãy chú ý một chút đừng để xảy ra chuyện gì Tiểu nữ hiểu rồi. Thanh Hoa ôm quyền đáp lại. Nếu có vấn đề gì, hãy để Tử Linh báo lại cho bản tướng. Nghe rõ chưa? Hồng Kinh tướng quân nâng lông mày, đưa dây cương trong tay qua. Những người xung quanh giám ty và phó giám đều không dám thở mạnh, đều là người tinh ranh, đâu không nhìn ra tình huống trước mắt là gì? Tiểu nữ đã nghe rõ. Thanh Hoa phu nhân trầm mặt một chút, giơ tay nhận dây cương, nhưng khi sắp chạm vào hồng kinh tiên tướng lại rụt tay về chỉ thấy hắn quay người nhìn tử linh suýt nữa thì quên ngươi phải xuống phàm tham dự lễ mừng yêu thú của ta cũng là bồ đề giáo xuất thân từng phạm sai lầm lớn bị tôn giả tước bỏ quả vị gửi đến tiên đình chuộc tội ngươi cứ dẫn nó đi luôn cũng tốt để nó làm hộ pháp cho ngươi cảm ơn hồng kinh tướng quân lời này vừa nói ra tử linh kinh ngạc hành lễ đám người trong ngự mã giám bên cạnh thì mặt trắng bệch Vị tiên tướng này căn bản không định để yêu thú trở về ngự mã giám nuôi, lần này là cố ý làm trái ý chủ nhân, hơn nữa còn mượn yêu thú cưỡi bên mình cho người khác làm hộ pháp, đây là ân sủng lớn cỡ nào. Có lẽ mà không cần đa lễ. Hồng Kinh Tiên tướng nhạt nhà cười, bình thường nói, làm xong việc trở về, đưa con yêu thú này về ngự mã giám là được. Nói xong, hắn thẳng bước đi ra ngoài ngự mã giám, đến lúc này vẫn không có ý định Bảo Thanh Hoa đứng dậy sau khi vị tiên tướng này rời đi sư hổ thú từ từ hóa thành hình người cũng là dạng tráng háng lông vàng ống dày đặc làm yêu thú chỉ nghe tử linh nói câu đó có lẽ cũng đoán ra đã xảy ra chuyện gì hắn đứng dậy nhìn bức tượng vàng vĩ đại mắt đầy trêu chọc đại nhân nếu không có chuyện gì khác chúng ta đi trước đây thanh hoa phu nhân đang chuẩn bị đứng dậy tử linh lại lặng lẽ đứng trước mặt nàng là bi mã ôn rõ ràng đang hành lễ với hồng kinh tiên tướng lúc này lại như đang quỳ trước mặt tử táng bạch long đây là chiếu chỉ mà tử linh chuẩn bị mong đại nhân xem qua tử linh như hoàn toàn không nhận ra điều gì không ổn ánh mắt thuần thiện thước tha đưa chiếu chỉ qua nàng mỉm cười không ai tìm ra lỗi chỉ có thanh hoa phu nhân ở gần từ nụ cười tĩnh lặng đó đọc ra được vài phần thú vị đại nhân sao vậy tử linh cười càng tươi hơn không có gì thanh hoa phu nhân đứng dậy nhận chiếu chỉ đơn giản lướt qua một lượt không vấn đề gì đi đi mình lên trời là để làm việc cho chủ nhân chứ không phải để đấu khí với người khác bản thân là yêu quái phàm trần nếu không có chủ nhân coi trọng thì ngay cả tư cách đứng trước đám tiên nhân này cũng không có nói gì đến ủy khuất nàng quay người chuẩn bị ghi lại chiếu chỉ nhưng lại nghe thấy giọng nói ấm áp của nữ nhân kia vang lên sau lưng đại nhân chủ nhân của ta sắp trở về rồi vậy sao thanh hoa phu nhân quay lại nhìn lát nữa tử linh sẽ đến thăm lần nữa tử linh thu lại nụ cười nghiêm túc nhìn bức tượng vàng nàng luôn cảm thấy kết quán với người khác là hành vi rất thiếu lý trí vì vậy chưa bao giờ làm những hành động vô nghĩa đó nếu có thù thì phải để đối phương rơi vào hố lửa không thể vãn hồi không còn cơ hội lật ngược lại đã nhiều năm rồi không ai nhắc nhở nàng về thân phận yêu thú. Nếu bi mã ôn đại nhân trước mắt muốn nhắc, thì hãy chuẩn bị tốt tinh thần chịu đựng cơn giận của mình đi. Tiên quan cấp thất, ha! Tử linh tiên tử hơi liếc nhìn chuồng ngựa ở xa, trên khuôn mặt thanh nhã hiện lên một chút lạnh lùng khó phát hiện. Thanh hoa phu nhân dường như không nhịn được mỉm cười, gật đầu, hoa ngân. Nghe vậy, tử linh sững sờ một chút, vẫn cười, cùng với tráng hán lông vàng dày rời đi. Hừ! cứng miệng loại người dựa vào công đức thành tiên như vậy đầu óc quá ngốc nghếch chỉ biết quan chức lớn nhỏ lại không nhìn rõ những thứ phía sau quan chức nói khó nghe một chút người này ngay cả sư truyền bạn bè cũng không có nếu thật sự xảy ra chuyện ai sẽ quan tâm hắn không cần nói nhiều đợi đến khi mình trở về trên trời tên ngốc này tự nhiên sẽ biết hắn đã chọc giận tồn tại như thế nào đại nhân đợi đến khi ngự mã giám không còn người ngoài giám chính giám phó thần sắc phức tạp đi lên hay là ngài chuẩn bị chút lễ nghi xin lỗi vị tử linh tiên tử này một chút đi những lực sĩ cũng tụ tập lại hạ giọng khuyên ngài đừng cảm thấy xấu hổ đợi thanh loan tướng quân trở về vị tiên tử này này tự nhiên sẽ bỏ đi thân phận yêu thú đến lúc đó chính là đồng nghiệp của ngài đều là tiên nhân cúi đầu cũng không sao bọn họ hiểu rõ công đức thành tiên khó khăn như thế nào sao phải vì tức giận nhất thời mà đánh mất tiên tịch tốt đẹp này làm việc đi thanh hoa phu nhân nhắm mắt lại dù trong lòng có bất lực thế nào cũng tuyệt đối không để lộ ra ngoài nữ nhân này là thù nhà của chủ nhân không có sự đồng ý của chủ nhân mình là trấn thạch cũng không có lý do gì để cúi đầu nàng chỉ cảm thấy hối hận đó là nhận được tiên vị nhưng không làm gì cho chủ nhân thậm chí còn sắp mất đi sớm như vậy thần châu giang dương phủ giữa một vách núi cao ba người yên tĩnh chờ đợi thẩm nghi khoanh tay dựa vào đá nhắm mắt lại cảm nhận sự biến hóa của liên đài dưới sự che chở của bảo kinh mới lúc này cả liên đài và thư mục đều đã đạt đến cảnh giới lục kiếp viên mãn cũng có nghĩa là hai con đường nhân tiên và hành giả cấp thất đều đã đi đến tận cùng còn cảnh giới lục phẩm thiên tiên và kim liên hành giả lúc này hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì thẩm nghi cũng đã thử dùng thọ nguyên của yêu ma để ép buộc con đường phía sau nhưng như mạnh tu văn đã nói những cảnh giới này chỉ là quá độ mà thôi không đạt đến ngũ phẩm, căn bản không nhìn thấy chân tướng của thiên địa. Ngay cả nhìn cũng không hiểu, nói gì đến suy diễn. Chỉ cần không chú ý một chút là sẽ bị kiếp số cuốn vào, rơi vào kết cục đạo tiêu thân vong. Sư truyền thẩm nghi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía trước, có lẽ thật sự phải như đã nói trước đó, đặt hy vọng vào vị hồng tinh tướng quân kia, nhưng mình và đối phương căn bản không quen biết mà. Đại hội giảng pháp của Bồ đề giáo, có lẽ sẽ có rất nhiều môn nhân tham gia nếu có thể nhân cơ hội này lấy được công pháp lục phẩm cũng có thể giải quyết được vấn đề này nhưng vừa nghĩ đến đại hội giảng pháp này do tôn giả chủ trì thẩm nghi lại cảm thấy đau đầu theo lời mạnh tu văn nói loại tồn tại này đều là người che trời muốn làm chuyện gì dưới mí mắt của hắn chẳng khác nào tự tìm chết cuối cùng cũng trở về mạnh tu văn như cảm ứng được gì đó buồn chán duỗi người trong giọng nói một bóng dáng mệt mỏi hóa thành lưu quan bay đến đứng trước mặt ba người nữ tử vốn anh dũng kiêu sa, lúc này lại bị mệt mỏi bao trùm, ngay cả thần quan trong mắt cũng ảm đạm vài phần. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là chuyện gì, mới có thể khiến một mũ phẩm thái ất tiên gia trở thành như vậy. Diệp Lam quét mắt qua ba người, không giải thích nhiều, chỉ đơn giản nói, không giữ được tin tức, ảnh hưởng quá rộng, các ngươi cùng ta đi, tránh để tình thế mất kiểm soát. Ảnh hưởng quá rộng. Mạnh tu văn nhổ cỏ trong miệng, thần sắc nghiêm trọng hơn nhiều đến 17 phủ, đừng nói tu sĩ và tông môn, ngay cả giữa bách tính cũng truyền tai nhau, muốn đến hạt sơn bái Phật, hy vọng có thể được chút linh quan của Bồ Tát. Diệp Lam giọng hơi khàn. Ngư Long hỗn tạp, tụ tập một chỗ. Chút bất cẩn sợ là sẽ gây ra chuyện lớn kinh động hoàng đô, triều đình và trảm yêu ti nhất định sẽ phải ra mặt. Đáng ghét, ăn no rửng mỡ. Mạnh tu văn không nhịn được mắng. Diệp Lam vung tay ngắt lời hắn, trở về nhắc nhở mẫn lão một tiếng trảm yêu ti đều đến hạt sơn nhờ hắn chăm sóc giang dương phủ đừng để xảy ra chuyện gì hạt sơn có lẽ sẽ trở thành nơi an toàn nhất đại nam châu nhưng 17 phủ này sẽ rơi vào tình trạng trống rỗng rõ không nói thêm gì nữa mạnh tu văn dẫn thẩm nghi hai người nhanh chóng bay về phía miếu đất không ngờ ba người còn chưa mở miệng mẫn tri tính đã nói trước đầu tử tán bạch long kia vừa rồi dẫn người đến tìm ngươi không tìm thấy nên nhờ lão đầu gửi lời cho ngươi hắn nghe nói hạt sơn có bồ tát giảng pháp nên dẫn vài đồng hương của ngươi đi xem hắn cũng biết chọn nơi mạnh tu văn trợn mắt không nói gì dưới sự chú ý của cả triều đình và trạm yêu ti nếu ngay cả hạt sơn cũng có thể xảy ra chuyện thì thần châu cũng chẳng còn mấy nơi an toàn nữa biết rồi thẩm nghi nhẹ gật đầu cũng có thể hiểu được dù sao việc mà tử dương muốn làm nhất chính là giúp mọi người hồng trạch tìm được cơ duyên của riêng mình để cùng nhau cứu lấy tàn hồn của Đông Long Vương, sao có thể bỏ qua đại hội như vậy? Đối với triều đình mà nói, đây là loạn động, nhưng đối với phần lớn tu sĩ mà nói, đây là cơ hội trời ban. Dù không nghe được bồ đề giáo giảng Pháp, cũng có thể nhân cơ hội này kết giao thêm vài tiên nhân tiền bối thực sự. Các vị đi đi, Giang Dương Phủ có lão đầu trong chừng. Mẫn tri tính nhìn ba người trước mắt, ánh mắt rơi vào người thẩm nghi, dù hai người kia đều có cơ duyên bối cảnh riêng, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy người trẻ tuổi đến từ thôn giả này mới là người có triển vọng nhất khuyết điểm duy nhất có lẽ là kiến thức quá nông cạn cũng không có quan hệ gì lần này đến hạc sơn ngược lại có thể bù đắp hai khuyết điểm này kết giao thêm vài người bạn của trạm ưu ti sau này trên đường tu hành cũng có thể chiếu cố lẫn nhau hơn nữa có hồng kinh tướng quân bên cạnh trong chừng cũng nhân tiện giúp hắn kiềm chế tính cách còn gì khác phải chuẩn bị không mạnh tu văn nhìn qua chuẩn bị xong thì xuất phát thôi được thẩm nghi hơi có chút mong đợi nhìn về phía trước đừng nói là tử dương ngay cả bản thân mình cũng muốn xem thử đại năng thực sự của phương thiên địa này là dạng gì công giả sánh ngang với tiên quan cấp tam đã đứng sừng sững trên bầu trời xanh thẳm ngay lúc này vẻ mặt hắn hơi ngưng lại giọng nói của thanh hoa vang lên trong đầu chủ nhân tử linh đã xuống phàm không biết nàng đi đâu nhưng nghe tiên tướng nói hình như là có liên quan đến việc bồ đề giáo giảng pháp nàng thay thanh loan tướng quân đi tham dự lễ mừng có cần thanh hoa đi điều tra kỹ càng thêm không thẩm nghi không đáp lại chỉ đột nhiên quay đầu nhìn về phía thổ địa công bên tai vang lên giọng nói trước đó của đối phương tử dương tử linh khi cặp huynh muội từng là huynh muội này xuất hiện ở cùng một nơi nghĩ đến đây đồng tử của thẩm nghi co rút lại mạnh mẽ nắm chặt hai tay có chuyện gì vậy mẫn tri thông ngẩn ra một chút Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy trên mặt Thẩm đại nhân này có cảm xúc dao động rõ ràng như vậy. Trong nháy mắt không khỏi có chút kinh ngạc không yên. Vừa rồi không phải rất tốt sao, không có gì. Thẩm Nghi im lặng một lúc lâu, nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở, lắc đầu, xoay người rời khỏi miếu thổ địa. Nếu nói thù giết cha có thể nhẫn nhịn, thì linh hồn tàn dư của hắn vẫn bị giam cầm trong pháp bảo, chịu đựng tra tấn vĩnh viễn khi tử dương tận mắt nhìn thấy người mang pháp bảo đó thật sự có thể giữ được lý trí không phải biết rằng tử dương không phải là người đi một mình bên cạnh còn có nhiều bằng hữu cũ của hồng trạch ngoài ra nếu tử linh nhìn thấy những sinh linh hồng trạch này thì sẽ tự nhiên biết rằng thi thân đã gặp chuyện việc đến hồng trạch điều tra cũng trở thành điều hiển nhiên thẩm nghi đã sớm dự đoán rằng thời gian còn lại của mình không nhiều nhưng khi ngày này thực sự đến hắn vẫn có chút bất an việc giết tiên quan nếu bị lộ ra giống như mưu phản không phải một người có thể chống đỡ được hiện tại cả hai con đường hành giả và tiên gia đều đã đạt đến cảnh giới tam phẩm viên mãn dù đặt ở đâu cũng được coi là thực lực đáng nể nhưng đối mặt với tình huống như vậy lại không đủ để xem mạnh tu văn phát hiện ra điều khác thường không hỏi nhiều chỉ lặng lẽ tăng tốc dẫn theo hai người trở về giảng dương phủ đến phòng diệp lam lại lôi diệp tịnh ra ngoài tiện tay đóng cửa lại phải biết rằng ngay cả trước tiên quan thẩm đại nhân này cũng dám ra tay chém giết tu sĩ bạch vân động nếu có thể giúp đỡ chuyện khiến đối phương đau đầu đếm đi đếm lại khắp giảng dương phủ có lẽ chỉ còn lại diệp lam thôi có chuyện gì xảy ra vậy diệp lam liếc nhìn cánh cửa đóng chặt lại nhìn về phía thanh niên đứng trước mặt đại khái đoán được điều gì cứ nói đi là tướng quân của trạm ưu ti giúp thuộc hạ giải quyết phiền phức vốn là trách nhiệm của nàng tất nhiên Điều kiện tiên quyết là đừng quá đáng. Diệp Lam quan sát vẻ trầm lặng của Thẩm Nghi, nhớ lại lần trước đối phương gây ra phiền phức lớn như vậy, cuối cùng cũng chỉ tỏ ra không cần người khác giúp đỡ, cũng coi như tiết kiệm cho mình không ít chuyện. Nàng xoa xoa thái dương, trong lòng thở dài một hơi, thôi được, có hơi quá đáng một chút cũng được. Thẩm Nghi muốn nhờ tướng quân giúp ta một việc. Thẩm Nghi từ từ chấp tay, hắn rất ít khi cầu người, đến nỗi có chút lúng túng nếu có thể, hy vọng tướng quân có thể bảo vệ mấy vị bằng hữu cũ của ta, an toàn trở về giảng dương. Ừm, Diệp Lam vốn đã chuẩn bị nghe một chuyện phiền phức lớn, khi giọng nói vang lên, nàng có chút ngẩn ra, ngẩn đầu lên. Chỉ có vậy thôi, chuyện nhỏ như vậy, cũng đáng để đối phương cẩn thận như vậy. Lần này Hạc Sơn giảng pháp, không chỉ có các tướng quân phong hào như bọn họ, có thể nói triều đình vô cùng coi trọng việc này, đã phái không ít nhân vật lớn từ hoàng đô đến trong tình huống như vậy muốn bảo vệ mấy người bằng danh nghĩa trảm yêu ti quả thực dễ như trở bàn tay có chuyện gì khác không nói luôn một lần diệp lam đứng dậy đi đến phía sau hắn không có thẩm nghi buông hai tay ra nghiêm túc nói việc này kết thúc ta sẽ nợ ngươi một nhân tình không ai phát hiện ra trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng nhàn nhạt như đánh cược tử linh tuyệt đối không thể trở về trên trời cũng không thể đến hồng trạch những chuyện còn lại không phải dựa vào quan hệ đồng nghiệp cấp trên cấp dưới mà có thể để người khác ra tay giúp đỡ lần này đến hạc sơn bằng mọi giá cũng phải lấy được công pháp để hành giả đi lên lục phẩm diệp lam gật đầu nhẹ tất nhiên nàng sẽ không coi lời hứa của thanh niên này là quá quan trọng nhưng cũng có thể thấy được thẩm nghi thật sự chưa từng cầu người khác giúp đỡ nhiều ngược lại không cần phải cự tuyệt để giữ thể diện cho đối phương vậy rốt cuộc là người nào muốn hại mấy vị bằng hữu cũ của ngươi nàng có chút tò mò quay đầu lại hỏi thẩm nghi nhìn vào mắt nàng không đáp lại chỉ đưa tay chỉ lên trần nhà trên trời diệp lam hơi nhướng mày rõ ràng có chút ngoài ý muốn nàng rất tò mò một đám tu sĩ đến từ vùng quê hẻo lánh làm sao có thể đắc tội với đám tiên gia trên trời kia nhưng cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc mà thôi nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt được đã đồng ý thì từ đâu đến cũng không sao xuất phát thôi. Đại Nam Châu, một huyện thành nào đó. Giờ là buổi trưa, toàn bộ thành phố đã đông đúc người ra người vào, ngay cả muốn tìm một nơi yên tĩnh cũng khó. Nơi này không phải là trường hợp đặc biệt, lấy ngọn núi cao trắng mây bao phủ ở cuối tầm nhìn làm trung tâm, gần như tất cả các thành trấn xung quanh đều giống hệt như vậy. Tiên phàm hỗn tạp, náo nhiệt vô cùng, đúng là một cảnh tượng thịnh thế. Ngọn núi đó vốn vô danh, chỉ được gọi là hạt vì hình dạng của nó nhưng từ đây về sau sẽ có thêm một cái tên nơi bồ tát truyền pháp phù tử dương vỗ mạnh vào ngực dẹp bỏ sự phấn khích trong lòng nguyên nhân hắn phấn khích thực ra không liên quan nhiều đến hạt sơn thân phận bồ tát quá cao quý cách xa yêu yêu quái như hắn những kinh văn đối phương giảng ước chừng người thường nghe xong chẳng khác gì thiên thư điều thực sự khiến tử dương quan tâm chính là trong huyện thành nhỏ bé này tùy ý nhìn quanh những tu hành giả có khí tức không tầm thường nào nào đều là những người mạnh mẽ những người này rõ ràng đều xuất thân từ danh môn chính phái không chừng người nào đó có thể có sư thừa trực tiếp thông đến tiên đình xem nhiều vào trò chuyện nhiều vào biết đâu có vị tiên gia nào muốn thu nhận ngươi giúp ngươi tái tạo đạo thân tử dương nhẹ giọng nhắc nhở bên cạnh nếu nói với những người khác hắn còn có tâm tư riêng hy vọng sau khi những người này có cơ duyên có thể nhớ đến mình, nhớ đến con rồng già thảm tử ở Đông Hồng, đến lúc đó có thể ra tay giúp đỡ. Còn đối với Sử Nhiên, người từng là cận đệ của hắn, thì hắn chỉ còn lại trong lòng đầy tiếc nuối, thật sự mong đối phương tốt đẹp. Được. Sử Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, khi nhìn thấy càng nhiều, sự e dè nhàn nhạt trong mắt cũng dần biến mất. Từ khi rời khỏi Hồng Trạch, đến nơi hắn vốn nên đặt chân, nhưng đã trì hoãn đến tận 10 vạn năm này vị thiên kiêu nam hồng trước đây cuối cùng cũng dần tìm lại được chút khí chất của mình thiên địa bao la thần thông thế gian huyền diệu vô cùng con đường của mình vẫn chưa bị đứt đoạn thậm chí có thể nói vừa mới bắt đầu mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu lần này tử dương mang theo không nhiều người cơ bản đều là những người mà thổ địa công rất khó tìm được lối thoát thích hợp cho họ sử nhiên là mất đạo thân diệp kéo và cơ tỉnh hy thì tu vi quá cao đạt đến thiên cảnh làm một lão sư bình thường ở các tông phái khác có chút lãng phí, muốn bái nhập truyền thừa của tiên gia chân chính, lại cần chờ đợi cơ duyên, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Lần này đến Hạc Sơn, cũng là nghĩ rằng có thể gặp may. Còn về phần tử hiền, đã trở thành hành vân sứ, hai anh em phối hợp lại, cũng khiến giảng dương phủ được yên ổn, bù đắp những thiếu sót mà tiên đình không thể chăm sóc chu đáo. Năm người không chú ý rằng, trong đám người, có hai bóng dáng đang lặng lẽ quan sát bọn họ đây là mấy vị bằng hữu cũ mà thẩm đại nhân muốn bảo vệ mạnh tu văn ôm hai cánh tay cũng không cảm thấy phiền phức đám người trảm yêu này của bọn họ vốn phải ẩn mình trong đám người phối hợp với người trong triều đình kiểm soát trật tự chẳng qua là tranh thủ xem thêm vài người mà thôi hắn chỉ có chút kinh ngạc một nơi nhỏ bé hẻo lánh lại có thể xuất hiện nhiều nhân tài như vậy ngay cả hắn cũng cảm thấy khá ổn ở thần châu tu vi thực sự không quan trọng lắm tiên đình có thể để phàm nhân tại chỗ thành tiên nhiều tiên tông đại giáo tuy không thể làm được mức độ tương tự nhưng chỉ cần thiên tư ngộ tính phù hợp được sư môn coi trọng cảnh giới có thể tiến triển như tên bắn bắt đầu rồi diệp lam chậm rãi đặt tay lên chui kiếm quả nhiên ngay sau đó toàn bộ huyện thành thậm chí cả thiên địa này đều giống như ngừng lại với tầm nhìn của những tu hành giả mạnh mẽ này rất dễ dàng vén mây mù ra Nhìn thấy diện mạo thật sự của Hạc Sơn, ngay cả mấy người hồng trạch không phải vì Bồ Tát mà đến, lúc này cũng không khỏi tò mò, cùng nhau nhìn về phía xa xôi. Chỉ thấy trên đỉnh núi bằng phẳng, đã được sắp xếp một chiếc đài sen màu vàng bởi những người Bồ đề giáo phụ trách. Phía dưới đài sen thì được đặt nhiều đệm lót ở hai bên. Phía trước chỉ có 49 cái, phía sau thì nhiều hơn, nhưng cũng không quá 500 cái, chiếm hết tất cả các vị trí xung quanh đài sen đừng thấy chỉ là những chiếc đệm lót bình thường giá trị của mỗi cái đều vượt xa những thứ được gọi là tiên tài địa bảo muốn chiếm một trong số đó không chỉ cần tiêu tốn tài lực khó có thể diễn đạt bằng lời mà còn cần có bối cảnh và thực lực đủ để ủng hộ nói khó nghe một chút ngay cả người cuối cùng muốn ngồi xuống thì cũng phải là một đại tông có sư thừa trên trời trong số những người hồng trạch ngay cả dịp kéo kiêu ngạo nhất cũng không nghĩ rằng mình có cơ hội ngồi ở phía dưới đài sen đó chỉ là đối với bọn họ cũng coi như là một cơ hội mở rộng tầm mắt ra ngoài tìm cơ duyên nhất định phải làm rõ những tông môn nào được coi là cơ duyên mây mù bất ngờ nhẹ nhàng lay động trên đài sen không biết từ khi nào đã có một bóng dáng không phân biệt nam nữ trang phục của nàng rất giản dị một bộ áo dài xám xịt so với những khổ hạnh tăng thì chỉ hơn ở chỗ không cần để vai trần nàng khoanh chân ngồi xếp bằng. Khi hai bàn tay chấp lại, hơi ngẩng đầu lên, thì phía sau đột nhiên có bảy đóa hoa vàng xuất hiện, giống như bảy mặt trời lớn, đột nhiên khiến bầu trời hóa thành màu vàng nhạt. Phật quan chiếu rọi, trong nháy mắt, bảy bảo Bồ Tát này không nói gì, nhưng một giọng tụng kinh như chuông đồng vang vọng khắp nơi, đó là những âm tiết không biết có ý nghĩa cụ thể gì, vô hình trung khiến sự phấn khích trong lòng mọi người lặng lẽ lùi lại, trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều tu vi của người này đã cao đến mức khiến người ta không thể hiểu nổi rồi dịp kéo lộ vẻ phức tạp hắn đã làm lưỡi kiếm sắc bén của nam hồng trong suốt thời gian dài nhưng vị bồ tát này chỉ dùng một âm tiết đã xóa bỏ tất cả sự sắc bén của hắn còn nói nhảm ngươi biết cảnh giới tam phẩm là gì không tử dương siết chặt tay nếu không tình cờ gặp bồ tát giảng pháp thì một đời này đám yêu yêu quái tản mạng như bọn hắn cũng đừng mong nhìn thấy diện mạo thật sự của tam phẩm tiên quang đó là những người nắm giữ luật lệ của thiên địa một lời một hành động không chỉ ảnh hưởng đến sinh mệnh của sinh linh mà còn ảnh hưởng đến sự vận hành của thiên địa này ngay cả khi không phải là quan viên của tiên đình thì cũng có độ cao của tổ sư tổ sư bà bà trong tam giáo khi âm thanh phật vang lên dưới hạt sơn cuối cùng cũng có những bóng dáng bay lên ngay cả khi được coi là tông chủ của các tông phái thì cũng không ai sử dụng tiên giá hay pháp bảo thậm chí chỉ dám bay đến giữa sườn núi sau đó lại hạ xuống đi bộ lên cầu thang ngồi yên trên đệm lót của mình không dám vượt qua chút nào đây là sự tôn trọng đối với tôn giả của bồ đề giáo tuy nhiên mỗi người khiêu nhường này xuất hiện lại có thể khiến những tu hành giả có cảnh giới cao sâu tương tự trong thành trấn phát ra những tiếng kinh ngạc nhanh lên ghi lại hết đi tử dương không dám chậm trễ nhắc nhở vài người ghi lại tông môn và sư thừa của những bậc cao nhân tiền bối này, cũng như đối phương nổi tiếng với bản lĩnh gì, thậm chí đến cả những sở thích nhỏ bé, cũng tuyệt đối không buông tha. Cái gì là cơ duyên? Đây chính là cơ duyên, khụ. Ở xa xa, Mạnh Tu Văn gật đầu tán thưởng. Nếu lúc còn trẻ của mình có được tâm tư như vậy, thì cuối cùng cũng không rơi vào cái hố trảm yêu ti này. Có thiên tư có nghị lực, còn dày dạng kinh nghiệm, có gì phải lo không thành công chứ? hiện tại hắn càng ngày càng tò mò về cái nơi nhỏ bé mà thẩm đại nhân xuất thân, rốt cuộc là nơi có linh khí túng tú như thế nào, mới có thể nuôi dưỡng ra được một đám người như vậy. Cuối cùng, gần 500 chiếc đệm lót đều đã ngồi hết. Đến lúc này, dưới chân núi rất ít có bóng dáng nào bay lên, ngược lại, trong bầu trời lại lóe lên những hào quang, cùng với tiên âm, dần dần có những bóng dáng xuất hiện từ trong mây, hướng về phía hạt sơn. Tiên quang quang lễ, trong thành trấn dần dần sôi sục, hôm nay không chỉ có thể nhìn thấy bồ tát tôn giả cao cao tại thượng đó còn có thể nhìn thấy nhiều tiền bối cự đầu hơn nữa còn có thể nhìn thấy diện mạo của những tiên gia chân chính tên gọi được hô lên giữa đám người càng ngày càng to tử dương và những người khác lại không ghi chép nữa ngược lại thả lỏng ra xem náo nhiệt trong số những tiên quan này thậm chí còn có cả lục phẩm là tiên gia chân chính đã xa họ quá rồi hoàn toàn không còn khả năng tiếp xúc hơn nữa những người này lại xếp ở vị trí cuối cùng trong 49 chiếc đệm lót đó. Nghĩ đến đây, thần sắc của vài người không khỏi thêm phần mong đợi, rốt cuộc là nhân vật như thế nào mới có tư cách ngồi ở vị trí đầu tiên dưới đài sen của Bồ Tát. Cuối cùng, một tia vàng rực rỡ vô cùng hạ xuống trần gian. Hai bóng dáng cùng nhau hạ xuống chiếc đệm lót đầu tiên, người phía trước là một cô gái trẻ tuổi có tiên tư tuyệt trần, người phía sau là một đại hán vạm vỡ với bộ lông vàng mọc rậm rạp thực sự nhìn thấy hai người trong thành trấn lại trở nên im lặng điều kỳ lạ nhất chính là tất cả mọi người đều biết thân phận của hai người này cao quý nhưng không ai có thể nhận ra họ cũng vào lúc này sự mong đợi và nụ cười trên mặt tử dương và tử hiền lập tức cứng lại ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu co giật một chút hai người trợn to mắt thở hổn hển đầy vẻ hoang mang bất an đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc bình rượu nhỏ xinh xắn bên eo của cô gái đó hơi đung đưa tử dương ngẩng cổ lên gân xanh nổi lên da mặt cũng run rẩy trong mắt có những tia máu một chòm râu tím từ cầm lộ ra những vảy rồng mỏng manh bắt đầu lan ra từ bên tai sang khuôn mặt sau lưng hai anh em một người gỗ trông có vẻ bình dị khiêm nhường lặng lẽ nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đó đó là người phụ nữ mà hắn muốn ăn thịt xương cốt trong mười vạn năm qua mười vạn năm bản thân chỉ có thể đứng dưới chân núi quan sát còn đối phương đã có thể đứng trước mặt bồ tát vẫn thông thả tự tại Nói như vậy, lựa chọn ban đầu thực sự không tồi. Cả Hồng Trạch, cũng chỉ có nàng ấy có tư cách này. Diệp kéo thở dài một tiếng, khẽ khuyên đệ tử thân truyền của mình một câu. Cố nhân tái ngộ, vật đổi sao dời. Đến lúc đi rồi. Sử nhiên không bộc lộ nhiều cảm xúc, sau khi ngẩn ra một chút, hắn đưa tay đặt lên vai tử dương, đừng gây phiền phức cho thẩm tông chủ. Chuyến đi này không phải là cơ duyên, mà là một tai họa lớn sẽ liên lụy đến cả Hồng Trạch. Sử nhiên, người từng trải qua một lần chuyện tương tự, hiện tại cuối cùng cũng đã học được thế nào là tạm thời buông xuống. "Vâng, vâng, đến lúc đi rồi, chúng ta đi, đi thôi." Tử Dương cắn môi, dùng tay che mặt, hoảng hốt xoay người muốn trốn đi. Năm người nhanh chóng vượt qua đám người, đi ra ngoài thành trấn, bên tai chỉ còn lại giọng nói ấm áp quen thuộc của người phụ nữ đó. Thanh Loan tuyên uy tướng quân tọa hạ tử linh mang theo đồng liêu thay chủ nhân ta đến quan lễ, bái kiến thất bảo Bồ Tát. Khi câu này vang lên, cuối cùng những tu sĩ trong thành trấn cũng không còn im lặng, tiếng kinh ngạc lại dâng cao. Hóa ra là vậy, không trách được có thể chiếm được vị trí này, thì ra là đại diện cho vị tiên tướng được truyền tai nhau đó, những tiếng kinh ngạc này như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim, đâm vào cơ thể của những người hồng trạch. Người phụ nữ này càng nổi bật, thì càng chứng minh quyết định mà nàng ta đưa ra trước đó là đúng bao nhiêu, còn những tu sĩ hồng trạch đứng đối diện với nàng ta thì giống như những trò cười. Trong đó, hai trò cười lớn nhất, không ai khác ngoài tử dương và sử nhiên. Sinh ra ở nơi nhỏ bé này, thực sự chỉ có thể dựa vào con đường mà nàng ta đã đi, thì mới có thể thực sự bay vọt lên. Cơ tỉnh hy không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái. Sau đó đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy dưới chân núi đã lâu không có bóng dáng nào, lại có hai bóng dáng bay lên đại la tiên tôn thần hư lão tổ tọa hạ đệ tử đời thứ ba diệp lam mang theo sư đệ cùng đến quan lễ giọng nói nhà nhạc vang vọng quanh núi thực ra nàng ta căn bản không cần tự giới thiệu khi người phụ nữ trên mây hạ xuống lấy hạt sơn làm trung tâm thì tất cả các thành trấn xung quanh đều đã nổ tung là diệp lam tổ sư nàng đã nhiều năm không xuất hiện trong tu hành giới đây là xuất quan sau khi bế quan tu vi lại có tiến triển hay đơn giản là đưa sư đệ ra ngoài gặp gỡ thế giới tất cả mọi người đều mong đợi chủ nhân của chiếc đệm lót đầu tiên cuối cùng cũng chứng minh rằng quả thực đúng như tên gọi thần hư lão tổ đại la tiên tôn đều thuộc hàng tam phẩm mà vị tổ sư diệp lam này là người từng nổi bật nhất trong số đệ tử của ba truyền thừa chỉ là không biết vì sao sau đó đột nhiên không có tin tức gì trước mắt mọi người diệp lam bước đi chậm rãi đến trước chiếc đệm lót đầu tiên nhưng lại không ngồi xuống nàng khẽ liếc nhìn cô gái áo dài trắng tím bên cạnh một cái Tử Linh vốn đang nhìn về một thành trấn dưới chân núi, bị ánh mắt này liếc nhìn, lập tức phản ứng lại. Khóe môi nàng hơi co giật một chút, nhanh chóng đứng dậy, nhường chiếc đệm lót thứ hai, nhìn về phía thanh niên áo đen trầm mặt không nói, cười cung kính nói, tiền bối mời. Thanh niên có vẻ khá kiêu ngạo, ngay cả cười đáp lại cũng không muốn, chỉ hơi nhấc váy lên, rồi ngồi xuống. Đối mặt với thái độ cứng rắn như vậy, nụ cười trên mặt tử linh càng cứng ngắc hơn một chút. So với bối cảnh, người ta có đại la tiên tôn xa xôi hơn chủ nhân của mình nói về thân phận hai người trước mặt này đều là đệ tử của tiên tôn còn mình chỉ là một con vật cưỡi ngay cả khi bị xem thường thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng hơn nữa tử linh lui về phía sau ngồi xuống chiếc đệm lót phía sau lại nhìn về phía chân núi nàng đã không còn là tử ngân bạch long hợp đạo trước đây dưới nhiều ân thưởng của thanh loan tướng quân tu vi đã có sự thay đổi lớn với thực lực hiện tại cảm nhận sát cơ là vô cùng nhạy bén hơn nữa còn sắc bén hơn cả sát cơ bên dưới sát cơ còn ẩn chứa một khí tức giống hệt như mình nàng đã nhìn thấy dáng vẻ của người đó thực sự là nhiều cố nhân quá tử linh lộ ra vẻ hồi tưởng nụ cười lại hiện lên trên mặt nói rằng y phục hoàng hương nàng lại không muốn hưởng thụ thứ vô nghĩa này ngược lại nàng chỉ hy vọng đám người này cả đời này đừng ra ngoài tốt nhất đều chết trong cái ao nước hôi thối đó tử linh lặng lẽ nghiến răng thêm vào nụ cười ngọt ngào đó vài phần lạnh lẽo thi thân ngươi nên chết đi sao lại có thể để bọn họ ra ngoài hay là nói ngươi đã chết rồi thôi được rồi dưới chân bồ tát không dám sát sinh vậy để đám người này tự rời đi thôi tránh để đầu rơi xuống đất làm bẩn mắt bồ tát mình cũng nên quay về xem cái ao nước thối đó xem có trở nên hôi thối hơn không tại một nơi cách tử linh không xa. Thẩm nghi khoanh chân ngồi xếp bằng, bình tĩnh nhìn về phía đài sen. Dù là về vị trí hay bất cứ điều gì khác, dường như đều không thể khiến vị Bồ Tát tôn quý này có chút động lòng nào. Hắn chỉ yên lặng chờ mọi người đến đủ, sau đó bắt đầu giảng pháp. Còn việc mọi người phía dưới có nghe hay không, trong lòng có giấu giếm điều gì, đều không liên quan đến hắn. Thẩm nghi nhắm mắt lại, từ lần đầu tiên gặp mặt người phụ nữ này, hắn đã biết con rồng trắng tóc tím này có thể đạt được vị trí hôm nay dựa vào chính là sự quan sát tinh tế và những suy nghĩ tỉ mỉ đáng sợ đối phương tuyệt đối đã nhận ra sự tồn tại của tử dương và những người khác cùng lúc đó thẩm nghi cũng cảm nhận được thực lực của con rồng trắng này đó là một tồn tại cùng tầng lớp với mạnh tu văn mười vạn năm làm tiên đình thực sự đã nuôi dưỡng người phụ nữ này đến mức những tu sĩ phàm trần không thể với tới từng có thực lực ngang ngửa hoặc thậm chí cao hơn tử dương nhưng đến nay vẫn đang dậm chân tại chỗ ở thiên cảnh còn đối phương đã nhẹ nhàng bước vào cảnh giới thiên tiên mà đáng sợ hơn cả thì là vị đại hán lông vàng vạm vỡ bên cạnh nàng cảm nhận của thẩm nghi đối với người này rất kỳ quái không mạnh mẽ như diệp lam có lẽ không phải ngũ phẩm nhưng lại hoàn toàn khác với những tu sĩ lục phẩm như mạnh tu văn muốn giữ hắn lại phàm trần chỉ dựa vào thực lực hiện tại của mình thì còn xa mới đủ nghĩ đến đây thẩm nghi mở mắt ra bắt đầu quan sát xung quanh bồ tát giảng pháp tuy rằng chỉ có một mình hắn ở hiện trường nhưng thực ra xung quanh đâu đâu cũng có người của bồ đề giáo mà hắn chỉ cần gặp một người gặp người có thể bổ sung con đường ngũ phẩm của mình ngươi đã hứa với ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta diệp lam hơi nghiêng đầu truyền âm vào tai nàng giúp thẩm nghi bảo vệ những cố nhân đó nhưng như một sự trao đổi tiểu tử này chuyến đi này nhất định phải thu liễm lại dù sao thì những chuyện trên người đối phương đều là chuyện nhỏ chính chuyến giảng pháp hôm nay mới là chuyện lớn khiến triều đình cũng tức giận thẩm nghi im lặng không nói lại nhìn về phía đài sen phía trước cuối cùng bồ tát cũng mở miệng trong nháy mắt âm thanh phật lại vang khắp thiên địa không chỉ là những tu hành giả trên đệm lót có thể nghe thấy mà ngay cả những phàm nhân bình thường ngoài những tu hành giả đó dưới chân núi cũng có thể nghe thấy từng chữ rõ ràng trong nháy mắt sắc mặt diệp lam hơi thay đổi không phân biệt thiện ác không phân biệt trung gian thậm chí là không phân biệt tiên phàm trên đời này có ai giảng pháp như vậy cùng lúc đó thẩm nghi cũng hơi ngẩn ra nguyên nhân hắn ngẩn ra rất đơn giản vì những gì bồ tát giảng hắn lại hiểu được đó là pháp liên đài tam kiếp tại huyện thành dưới chân núi mấy người vội vã bỏ chạy đều dừng bước lại một chút lấy cơ tỉnh hy làm đầu bọn họ đều nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trên đỉnh núi người phụ nữ cao cao tại thượng đó lại bị người khác ép lui về phía sau lựa chọn ngồi ở một chiếc đệm lóc thấp hơn đây vốn không phải là chuyện lớn dù sao thì núi này còn có núi khác trời này còn có trời khác tử linh không cần phải mạnh hơn tất cả sinh linh của thiên địa nàng chỉ cần mạnh hơn người hồng trạch là đủ rồi điều thực sự khiến bọn họ chấn động là đối phương nhường chiếc đệm lót của mình cho một người hồng trạch. Đó là thẩm tông chủ, khi thấy thẩm nghi yên lặng ngồi xuống, thì ngay cả sử nhiên, cũng rơi vào trạng thái ngẩn ngơ ngắn ngủi. Vị thanh niên lần đầu gặp mặt ngoài Nam Dương này, khi ngồi xuống, thì lại dựng thẳng sống lưng của hồng trạch lên. Đối phương là chủ của hồng trạch, chứ không phải là vật cưỡi của một tiên gia nào đó, hay là chó chạy giỏi của ai đó. Đi thôi, tử dương gầm lên một tiếng, dù là cùng một chữ với trước đó, nhưng tâm trạng ẩn chứa trong đó lại hoàn toàn khác nhau. Ngay cả khi phải làm một con yêu quái thiên cảnh cả đời, hắn cũng không thể làm ra những chuyện bẩn thiểu hèn hạ như đâm bạn đời, hại phụ thân, giam cầm linh hồn phụ thân như vậy. Không phải là bọn họ đắc tội với vị đó chứ? Mạnh Tu văn biểu môi, hắn luôn quan sát đám người này, khi Tử Linh xuất hiện, phản ứng của đám người này gần như đã nói lên tất cả. Không phải là sợ hãi gì? dù sao thì triều đình cũng đang ở đây không thể xảy ra chuyện lớn được chỉ là khá kinh ngạc một đám tu hành giả chưa bước vào chân tiên cảnh lại có thể có quan hệ với vật cưỡi của tiên tướng ngũ phẩm hơn nữa nếu thực sự là như vậy thì ngay cả dịp lam giải quyết cũng phải tốn không ít công sức cái gọi là ra ngoài thân phận đều do chính mình định ra thực sự là đệ tử đời thứ ba của đại la tiên tôn nhưng cũng thực sự là có vấn đề nếu không thì diệp lam đã ăn no rồi đi gia nhập trạm ưu ti làm gì nhánh của bọn họ chỉ còn lại một cây độc một đúng vậy chính là cây độc một ngay cả diệp tịnh em gái ruột của diệp lam nàng cũng không cho tham gia vào sư thừa này bảo vệ bọn họ đi ra ngoài đừng để bọn họ đi lạc rời khỏi đây thì không nói được gì nữa mạnh tu văn nhanh chóng bước theo diệp tịnh thì ngoan ngoãn đi theo sau hiện tại toàn bộ đại nam châu không có nơi nào an toàn hơn xung quanh hạt sơn. Tuy nhiên, ngay khi hai người bước đi, âm thanh Phật gần như đồng thời vang lên. Nghe những kinh văn rõ ràng không thể rõ hơn này. Cả hai người trảm yêu đều quay đầu lại, ngay cả với kinh nghiệm nông cạn của Diệp Tịnh, cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Nàng ngẩn ra nhìn hạt sơn. Những gì Bồ Tát giảng chắc chắn là pháp tu hành, mà pháp tu hành của Bồ Đề Giáo gần như có thể dùng hoàng khí để gia tăng pháp quyết huyền diệu như vậy hiện tại lại không có bất kỳ rào cản nào trực tiếp truyền đến tất cả mọi người nghe như là phổ độ chúng sinh nhưng trong lòng diệp tịnh lại không hiểu sao phát lạnh dù cho vị bồ tát này gặp phải ngõ cục cần rất nhiều hoàng khí nhân gian để vượt qua tâm kiếp cũng không thể tùy ý lạm dụng làm càng như vậy được nếu để ác nhân có được công pháp có ý nghĩ xấu thì đến lúc đó đừng nói là ba người trảm yêu trong phủ dù có tăng gấp đôi cũng chưa chắc đã quản lý được da mặt mạnh tu văn căng cứng siết chặt tay chết chóc nhìn bóng dáng trên đài sen chỉ cảm thấy đầu óc mình như đang choáng váng yêu tăng trên đỉnh hạt sơn một hòa thượng trang phục giản dị ngồi cao trên đài sen đôi môi khô nứt mở khép từng chữ chú ngữ vang vọng thắp thế gian hai bàn tay của hắn chấp lại dung mạo từ bi điều này khiến vô số sinh linh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ đừng nói đến phàm nhân ngay cả những đại tông tu sĩ cũng chỉ có thể ngước nhìn chỉ có truyền thừa chân tiên tôn trong tam tiên giáo mới có thể so sánh với pháp liên đài nói một cách đơn giản ánh sáng vàng phá vỡ vạn pháp những tà đạo tầm thường khác đều không đáng nhắc đến trước mặt đạo gia cái gọi là kho báu quý giá này bồ tát không thu một xu không đặt bất kỳ điều kiện nào cứ thế hào phóng truyền bá cho thế gian thử hỏi đây là tâm hồn bao la đến mức nào đừng nói đến tu sĩ ngay cả những phàm nhân biết chữ cũng vội vàng lấy giấy bút ra nếu không có giấy thì cởi cả áo quần trực tiếp chép lên vạt áo tuy nhiên giữa những tiếng la hét vui mừng này vô số bóng người lại hiện lên với vẻ giận dữ trên màn trời những làn sương mù màu vàng nhạt mà mắt thường không thể nhìn thấy bắt đầu nhanh chóng tụ lại đó là hoàng khí của nhân gian thần châu nó cuồn cuộn như một con rồng lớn bao phủ lên hạt sơn đây là một lời cảnh cáo từ thần triều thất bảo bồ tát ngồi trên đài sen đôi mắt đục ngầu nửa khép lại như không nhìn thấy sự thay đổi trên bầu trời. Hắn giảng kinh bằng cách đơn giản nhất, giống như một thầy giáo tận tâm tận lực, chỉ để giáo hóa chúng sinh. Giảng xong Tam kiếp pháp liên đài, hắn không hề dừng lại mà chỉ khép môi, tiếp tục giảng về Lục kiếp pháp liên đài. Phía sau vô số thành trấn là một tòa đại phủ. Hô, lúc này, trong tòa thành rộng lớn cách đó vài vạn dặm, một tiếng hừ lạnh giận dữ vang lên. Hoàng khí như cuồng phong nổi dậy, Hóa thành một cơn lốc xoáy đáng sợ, tâm bảo chính là bóng người trên đài sen. Hai bàn tay khép chặt của Thất Bảo Bồ Tát giống như những ngọn núi cao vĩ đại, không hề lay động, nhưng những gân xanh trên mu bàn tay lại nổi lên, như một con rồng cuộn lại, trông có phần đáng sợ. Tiếng tụng niệm không hề dừng lại, còn những bóng người trên đệm sen đã từ vui mừng chuyển thành cuồng nhiệt. Đây là một con đường thất phẩm hoàn chỉnh, hơn nữa trong thất phẩm cũng là loại thượng hạng nhất. phía sau hoàng khí dường như có vài bóng người ẩn giấu. Họ nhìn về phía cái đầu trọc thô ráp, ánh mắt sắc bén, dường như không thể kiềm chế được cơn giận muốn ra tay. Cuối cùng, lão hòa thượng cũng dừng lại. Hắn hơi ngẩng đầu, dung mạo như già đi vài chục tuổi. Nhìn hoàng khí cuồn cuộn như bàn tay lớn đè xuống. Khóe miệng thất bảo Bồ Tát hơi nhếch lên, bảy vòng kim quan phía sau đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng chói mắt chưa từng có, trong ánh sáng vàng rực rỡ này, chiếc áo dài giản dị của hắn như bay lên, giống như chiếc cà sa lộng lẫy nhất thế gian. Bàn tay lớn và kim quang va chạm với nhau. Phật quang không còn chiếu sáng chúng sinh nữa, mà bị đẩy lùi về phía hạt sơn, hơn nữa càng ngày càng nhỏ, thậm chí không thể bảo vệ được vài trăm chiếc đệm sen. Tình hình gì đây, phàm nhân không nhìn thấy hoàng khí, nhưng những đại tông tu sĩ tiến tâm lừng lẫy này làm sao không thấy được sự thay đổi trước mắt. Họ nhìn nhau phải biết rằng thần triều và tiên đình cùng trị vì thần châu mà bồ đề giáo lại là một phần của tiên đình giữa hai bên chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn và đè nén nhau trước mặt người ngoài như thế này phải chăng bồ đề giáo truyền pháp mà không có sự cho phép của triều đình khi họ đang nghi ngờ bất định thất bảo bồ tát đã củng cố được phật quan bảo vệ được vùng đất trước mặt hắn lại mở miệng lần này giảng về cửu kiếp kim liên pháp nhiều tu sĩ vốn muốn đứng dậy sắc mặt hơi thay đổi cúi đầu xuống giả vờ như không hiểu gì tiếp tục nghe lục phẩm pháp đây là lục phẩm pháp chỉ thẳng đến cảnh giới kim liên hành giả có thể sánh ngang với thiên tiên tất nhiên cũng có không ít tu sĩ đứng dậy ngay giơ tay bóp nát ngọc giảng ghi lại pháp liên đài trước đó cúi đầu chào thất bảo bồ tát và hoàng khí trên bầu trời không đắc tội ai sau đó nhanh chóng rời khỏi hạt sơn cuộc chiến giữa những nhân vật lớn này họ không thể hiểu hết cũng không dám tham gia nhưng những tán tu và phàm nhân khác thậm chí không nhìn thấy, vẫn đắm chìm trong kho tàng kinh điển huyền ảo. Cho đến khi bảy vòng kim quang sau lưng Bồ Tát đột một vỡ một vòng. Trăng rắc thiên địa khí tức hoàn toàn hỗn loạn, trước đó dù là những chân tiên cũng không thể phát huy được tu vi dưới hoàng khí dày đặc này. Nhưng bây giờ, họ đột nhiên cảm thấy áp lực trên người bắt đầu hỗn loạn. Tử Linh lặng lẽ đứng dậy, cung kính cúi đầu, sau đó mang theo đại hán có bộ râu vàng rực đi xuống núi. Nàng ở quá gần Bồ Tát, ngay cả quả vị tôn giả của đối phương cũng bị tổn thương, huống chi bản thân, ở lại thêm nữa thực sự quá nguy hiểm. Hơn nữa nàng còn có việc khác phải làm, không hứng thú với cái gọi là lục phẩm hành giả pháp này. Một lúc sau, Diệp Lam từ từ mở mắt ra, lúc này ánh mắt của tất cả cường giả trong thiên địa đều tập trung vào cuộc chiến vô hình trên bầu trời, với tư cách là phó tướng, tất nhiên nàng cũng có việc của mình phải làm. Nhưng nàng đã đồng ý với nam tử trẻ tuổi bên cạnh trước đó, thì phải đi một chuyến nghe đủ rồi, hãy rời đi càng sớm càng tốt. Diệp Lam đứng dậy, truyền âm nhắc nhở nam tử bên cạnh, sau đó cũng quay người đi xuống núi. Có mạnh tu văn và muội muội trong chừng, nàng đã sớm biết được người khiến Thẩm Nghi cẩn trọng như vậy là ai. Thẩm Nghi nhắm mắt lại, như đang mơ mộng. Có lẽ hắn là người duy nhất trên đỉnh núi này thực sự đang lắng nghe Pháp. Dưới sự trợ giúp của Linh Quang Lão Thử, mỗi câu chân ngôn mà thất bảo Bồ Tát thốt ra đều được ghi lại chi tiết thành công pháp cụ thể. Cho đến khi chữ cuối cùng được viết ra, một dòng chữ cuối cùng xuất hiện trên bảng. Lục phẩm Cửu kiếp kim liên pháp, chưa nhập môn, tuổi thọ yêu ma còn lại, 167 kiếp, những tuổi thọ yêu ma vô tận thu thập được trong hồng trạch, cuối cùng cũng có cơ hội phát huy tác dụng. Thẩm nghi không chút do dự, trực tiếp đưa tuổi thọ yêu ma vào kho tàng kinh điển này. Chân pháp của tam giáo, thực sự là thứ quý giá nhất thế gian. So với pháp tà đạo của Ngọc Long Tổ sư trước đó, khi có được kho tàng kinh điển, có thể giảm thiểu nguy hại khi lịch kiếp đến mức không đáng kể. Tuổi thọ yêu ma mà Thẩm Nghi tiêu tốn để đột phá lục phẩm, thậm chí còn ít hơn cả khi thất phẩm. Chỉ cần tam kiếp là có thể khiến đóa sen trong cơ thể hắn nở thêm vài bông sen mới, kim quang như mưa rơi xuống, tưới mát pháp liên, dùng một lớp ánh vàng nhạt lên những cánh hoa màu hồng trắng cửu kiếp kim liên, ánh vàng nhạt, rõ ràng vẫn chưa đạt đến cực hạn, nhưng pháp liên mở rộng lần này, rõ ràng đã có đủ tích lũy để nâng đỡ một quả vị. Lục phẩm Cửu kiếp kim liên pháp, viên mãn, ngũ phẩm Long hổ đại kinh, chưa nhập môn, ngay lúc thẩm nghi suy diễn. Thất bảo Bồ Tát, bây giờ có lẽ có thể gọi là tứ bảo Bồ Tát. Ba vòng kim quang vỡ nát mới đủ để hắn giảng xong cửu kiếp kim liên pháp. Lão hòa thượng nhắm mắt lại, khóe mắt khô nứt chứa đựng một chút máu, Pháp Liên đột nhiên bắt đầu rung động, bay lên không trung, âm thanh Phật vang vọng, mang theo hắn bay lên. Một vòng kim quang lại vỡ nát. Trên mặt của Bồ Tát vẫn còn nụ cười từ bi, dưới sự truy đuổi của hoàng khí, hắn bay vọt ra xa, biến mất trong tầm nhìn của chúng sinh. Đến lúc này, ngoài thẩm nghi, hạt sơn đã không còn ai nữa. Chỉ còn lại chúng sinh dưới chân núi cung kính quỳ lạy tiễn biệt vị Bồ Tát Từ Bi này. Còn những bóng người ẩn giấu trên bầu trời, cũng theo hoàng khí mà lao về phía Tứ Bảo Bồ Tát, không ai để ý, bóng người duy nhất còn lại trên đỉnh núi, lặng lẽ tỏa ra một chút Phật quan không thể nhìn thấy. Kiếp đầu tiên, ngươi đã từ bỏ việc luyện chế Long Hổ Đại đang theo Như Kinh Văn đã nói, tu luyện Long Hổ chi lực cần thiết, ngươi định lấy từ nơi khác, trong những ngày đêm trước đó, Thẩm Nghi đã đọc Long Hổ Đại Kinh vô số lần. Tuy nhiên hắn có kiến thức uyên thâm về luyện đan, nhưng, đại đan, mà bồ đề giáo nói đến dường như không phải là loại mà hắn đã học trước đó, hơn nữa nữ nhân khéo léo khó làm việc thiếu nguyên liệu, hắn thực sự có chút khó khăn. Nguyên liệu cần thiết để nhập môn, hắn định thay thế bằng kha thập tam và an ức. Kiếp thứ hai, Long Hổ luôn ở bên ngươi, cùng đi khắp thế gian, thêm một chút khí tức của mình vào trong thiên địa ngũ hành lực mà ngươi cảm ngộ được, trước khi mở Long Hổ Đại Kinh, Thẩm Nghi còn cảm thấy tuổi thọ yêu ma của mình khá phong phú. Chỉ mất chín kiếp, từ đạo cảnh bát phẩm, hắn đã vọt thẳng lên cảnh giới trung kỳ kim liên hành giả của lục phẩm. Nhưng khi hắn bắt đầu thu quả vị, tuổi thọ yêu ma như nước chảy xiết biến mất, lại khiến hắn cảm thấy hơi đau lòng. Theo lời của Trí Không đại sư, La Hán có 72 quả vị. Muốn thu quả Long Hổ quả vị đứng thứ 31, ít nhất cũng cần trải qua 81 kiếp những dòng chữ lần lượt xuất hiện trước mắt. Có vẻ như đơn giản, nhưng thực chất là gần một triệu năm khổ sở của thân thể. Thẩm nghi ngồi xếp bằng trên đệm sen, như hóa thành một viên đá cuội. Vô số hình ảnh lướt qua trước mắt, như ngựa chạy qua hoa, đã nhìn thấy và nghe thấy, nhưng không nhớ gì cả. Tuổi thọ yêu ma còn lại, 83 kiếp, những năm tháng trầm tích trong hồng trạch, cùng với Kha Thập Tam và An ức. Những long hổ không cần thuần phục mà hết lòng hết dạ đi theo, cộng lại, cuối cùng cũng khiến Thẩm Nghi trở thành thiên kiêu chân chính của Bồ Đề giáo. Không thừa một phần, không thiếu một phần. Vừa vặn đủ 81 kiếp. Trên pháp liên màu vàng nhạt, một viên ngọc tròn trịa và trong suốt đột ngột xuất hiện. Viên ngọc có màu hổ phách, bên trong chứa đựng long hổ. Đó không phải là kha thập tam và an ức, mà chỉ là Thẩm Nghi mượn khí tức của chúng, tạo ra thứ thuộc về mình trong thiên địa. Viên ngọc này, sau khi hao phí 81 kiếp mới sinh ra, nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng, điểm hóa viên đá cuội trên đệm sen. Ngũ phẩm. Long hổ đại kinh, viên mãn thẩm nghi mở mắt ra, đôi mắt tràn đầy ánh sáng màu vàng. Quả vị đã thành, La Hán hiện thế. Ngoài hạt sơn, Tử Dương hiện ra hình dạng bạch long, cổng vài người, không dám dừng lại chút nào, bay về phía trước. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là giảng dương phủ. Khiêu vũ sứ là danh phận được triều đình công nhận, chỉ có trở về đó, hắn mới nhận được sự bảo vệ toàn lực của triều đình. Tử dương hiểu rõ tính cách của tử linh hơn bất kỳ ai, nữ nhân đó nếu phát hiện ra điều gì khác thường, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tận mắt chứng kiến đầu của phụ vương rơi xuống, hắn không còn hy vọng gì với người muội muội từng có này. Chỉ là cái hồ lô đó, khóe mắt của Bạch Long có râu tím nhạt hơi đỏ lên, dường như hắn nghe thấy tiếng than khóc của phụ vương. Cho đến khi cảm thấy mình bị tử hiền nắm chặt bờ mau, hắn mới ngây ngẩn hồi phục lại tinh thần. Vài người mà tử dương cổng đều im lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng than khóc và tiếng hít thở nhẹ nhàng. Nếu đã muốn xem, tại sao lại phải đi, trên vách núi phía trước, không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người, nữ nhân xinh đẹp dùng ngón trỏ kéo một cái hồ lô nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư. Nàng nhìn về phía mấy người trên không trung, mỉm cười nói, Gặp phụ vương ngay cả một câu chào hỏi cũng không muốn nói sao hay là các ngươi lo lắng phụ vương sống không tốt bên cạnh ta ở tiên đình nghe vậy tử dương run rẩy ngay cả vảy rồng trên người cũng phát ra tiếng cọ sát sắc bén hắn nhìn chầm chầm cái hồ lô trong tay nữ nhân ánh mắt lại điên cuồng phụ vương nói với hắn người sống tốt nhé tử linh đột nhiên nắm chặt cái hồ lô đó bên trong lập tức truyền ra tiếng hét thảm thiết a à, ta giết ngươi tử dương vứt mấy người trên lưng đi đâm thẳng vào vách núi không có chút kỹ xảo nào cũng không sử dụng nửa phần thủ đoạn vị đông hồng thái tử từng có này như biến thành một con thú hoang vô tri chỉ biết phát tiết cảm xúc tử linh bình tĩnh đứng yên nhìn vật thể khổng lồ lao về phía mình nàng đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào thu tay lại như đang dỗ chó vung tay nhẹ nhàng một luồng tiên lực hùng hậu rơi xuống người tử dương buộc hắn trở lại hình người rơi xuống đất đạp lên chân nàng Ta giết Tử Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng một bàn chân nhỏ nhắn đã đạp lên sau đầu hắn, ấn khuôn mặt hắn vào trong đá. Nói cho ta biết, ai cho phép các ngươi ra ngoài? Tử Linh từ từ khom người xuống, nụ cười trên mặt dần tắt đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận. Nàng lạnh lùng nhìn vị huynh trưởng này, sau đó ánh mắt chuyển đến mấy người ở xa, cuối cùng dừng lại trên người gỗ, mặt đầy vẻ khó hiểu nói: "Ra ngoài để làm gì? Đã quen với cái bể nước thối hôi hám kia, sao không ở trong đó cả đời đi?" tuyển kiếm ta đã lưu cho ngươi một mạng tại sao ngươi lại tử linh nghiến răng tại sao lại không biết cảm ơn rốt cuộc khi nào ngươi mới có thể trưởng thành một chút hiểu được đạo lý làm người cảm ơn huyền khánh đứng yên đó lặng lẽ nhai hai chữ này sau đó cúi đầu nhìn thân thể gầy guộc của mình trong đầu vang lên cảnh tượng sư tôn thảm tử còn có nam dương nội môn trống rỗng mười vạn năm lâu sau hắn tự dở cười một tiếng cảm ơn cảm ơn nữ nhân này đã hoàn toàn đập tan ti kiêu ngạo cuối cùng của hắn khiến hắn hiểu rằng mình chưa bao giờ là thiên kiêu mà chỉ là một con lợn ngu ngốc chính hiệu nghe vậy tử linh như không ngờ vị đạo lữ từng có này lại có thể phản ứng như vậy lần đầu tiên trên mặt nàng xuất hiện nụ cười chân thành ngươi đã hiểu chuyện hơn trước kia nhiều rồi biết cảm ơn thì có nên đền đáp không ngươi biết đấy các ngươi luôn hại ta ta đi đến hôm nay thực sự rất không dễ dàng thực sự rất mệt mỏi ngươi có thể giúp ta không hãy chết thay ta một lần. Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng trên núi, như lời thì thầm của tình nhân. Nhưng tử hiền nghe thấy thì lạnh cả gáy, nàng ngây ngẩn nhìn vị tỷ tỷ này, đột nhiên cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Đông Long cung nổi tiếng với lòng nhân từ, sao lại có một con dáng này chứ? Nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng nhất là, khi nãy con dáng này ra tay, khí tức khủng bố tỏa ra trên người, đó là cảnh giới mạnh mẽ mà người hồng trạch chưa từng cảm nhận được, thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thi nhân lúc trước khiến người ta không còn hy vọng thoát thân cùng với giọng nói của nàng tiên lực cuồn cuộn rơi xuống mấy người chỉ trong chốc lát mọi người hoàn toàn hiểu ra dù cùng xuất thân từ hồng trạch nhưng họ và nữ nhân trước mắt này đã không còn là cùng một tầng lớp nữa thậm chí đối phương muốn nói những lời này đối với họ cũng là một ân huệ các ngươi những kẻ lòng dạ độc ác không muốn người khác tốt đẹp thực sự khiến ta chán ghét sao có thể nhìn thấy chúng ta rời khỏi cái bể nước thối hôi hám kia, chạy ra ngoài làm hại chúng sinh, tử linh giơ năm ngón tay nõn nà ra, sau đó từ từ nắm chặt lại. Giây tiếp theo, nàng ngây ngẩn, năm ngón tay hơi run rẩy, nhưng vẫn không thể khép lại. Nhận thấy điều gì đó khác thường, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy giữa bầu trời xanh, một bóng người có dung mạo không thua kém mình chút nào, thậm chí còn có vẻ kiên nghị khác thường, đứng yên với tay buông xuống, mặc áo trắng tinh khiết thần sắc lãnh đạm đó chính là đệ tử của đại la tiên tôn trước đó người đã không nể mặt mình trên hạt sơn diệp lam tổ sư có điều gì chỉ giáo không tử linh thu lại vẻ lạnh lẽo trên mặt ngoan ngoãn đứng yên nhưng diệp lam lại lười nhìn nàng thêm một lần nói ngắn gọn những người này ta muốn tử linh là người được thanh loan tuần nguyễn tướng quân ra lệnh xuống nhân gian làm việc ngài nụ cười của tử linh hơi cứng lại nhưng nàng còn chưa nói hết đã bị giọng nói lãnh đạm hơn nữa cắt ngang ta nói ta muốn những người này diệp lam vung tay tùy ý tử linh lão đảo lui lại vài bước tử dương dưới chân nàng nhẹ nhàng bay về phía huyền thánh nàng cúi đầu nhìn xuống còn vấn đề gì không đối mặt với lời chất vấn không khách khí này tử linh từ từ nắm chặt hai tay cúi đầu xuống nhẹ giọng nói nếu ngài ra lệnh đương nhiên là không có vấn đề gì nàng xuống nhân gian còn nhiều thời gian hơn nữa còn có đồng liêu trợ giúp người mà nàng gọi là diệp lam tổ sư này có thể bảo vệ họ một lúc nhưng không thể bảo vệ cả đời vậy nên không cần thiết phải xé bỏ mặt nạ đi thôi diệp lam quay người bay đi về phía xa nàng còn có việc gấp hơn nữa cũng từng nghe danh tiếng của long nữ chủ nhân này hôm nay chỉ vì cứu người không muốn gây chuyện thêm đừng đấu với tiên đây là kinh nghiệm mà vô số tu sĩ đã đúc kết bằng tính mạng. Tử dương khí tức rối loạn, trong mắt chỉ có cái hồ lô đó. Nhưng hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt, dưới sự đỡ của huyền thánh, đi theo vị diệp lam tổ sư kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.